Với việc Trịnh Linh Giang vào mặt, Phạm Minh Tuấn nhiều khả năng sẽ là tay vợt đánh đơn số 2 của đội tuyển Việt Nam. Đây được xem là quyết định hợp lý vì trong thời gian qua, Minh Tuấn chơi khá hay ở giải trong nước lẫn quốc tế. Và trên lý thuyết, nếu tay vợt số 1 Lý Hoàng Nam thắng cả 2 trận đơn và đội bạn thắng trận đôi, thì kết quả trận đấu sẽ được quyết định bởi 2 trận đơn của Minh Tuấn. Và theo ban huấn luyện dự đoán, ở một trong 2 trận đấu đó, Minh Tuấn sẽ phải so tài với tay vợt giàu kinh nghiệm nhất bên phía Indonesia, Christopher Rungkat. Hiện tại trên bảng xếp hạng Davis Cup, đội tuyển quần vợt Việt Nam hiện đang đứng thứ 68, trong khi Indonesia xếp hạng 62. Nếu đội nào giành chiến thắng trong trận đấu này sẽ chính thức lên nhóm 2 thi đấu vào tháng 9 năm 2023 gặp các đội thua ở vòng playoff nhóm 1 thế giới. Còn đội thua sẽ ở lại nhóm 3 khu vực châu Á-Thái Bình Dương thi đấu vào tháng 8 hoặc tháng 9 năm nay.